Chào cả nhà. Hôm nay Lâm Phương hân hạnh chia sẻ cùng cả nhà một cái clip đặc biệt kỷ niệm danh giá của Lâm Phương những ngày chập chững vào nghề. Lâm Phương được hân hạnh tham gia cuộc thi giọng ca cải lương Bông Lúa Vàng đầu tiên do Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1993. Và đây là chiếc huy hiệu danh giá đặc biệt của cuộc thi giọng ca cải lương Bông Lúa Vàng đầu tiên năm 1993 do Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và đây là bản thông báo của cuộc thi giọng ca cải lương Bông Lúa Vàng năm 1993 của ban tổ chức Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lịch các vòng thi. Đây là thành phần ban giám khảo và ban nhạc của cuộc thi. Chủ tịch hội đồng giám khảo là cố nghệ sĩ nhân dân Vua Vọng Cổ Úc Trà Ôn. Đây là bài Lâm Phương được đăng báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Và cả nhà nhìn lại chiếc huy hiệu danh giá.